tại sao cái thể loại âm nhạc này nó lại mang tên là rock and roll không? Có không ạ? Quỳnh Hương cũng ráng cố gắng tìm hiểu thì thấy rằng là có khá nhiều những cái giả thuyết để cho ra đời, nhưng mà có một cái lối giải thích khá là có đáng tin cậy. Đó là người ta nói vào khoảng những năm 1950, ở bên Mỹ có một anh chàng DJ, tức là cái người mà giới thiệu các cái ca khúc ở trên sóng phát thanh á, tên là Alan Freed, và ông này rất là nổi tiếng. Thế thì khi mà ông được giao giới thiệu những cái bản nhạc mới quá, thời đó người ta không có biết kêu bằng cái gì, nhưng mà khi mà cất lên thì nghe rất là nóng bỏng ở trong người, nhiệt huyết sôi trào, khiến cho người ta cứ muốn lắc lư rồi muốn như thế này như thế kia. Thì ông lại nghĩ rằng ông sáng tác ra một cái tên là rock and roll, có nghĩa rock là lắc lư, roll là lăn đi đó. Và chính vì như vậy thì từ từ cái người ta thấy cũng hay hay, thôi kệ, kêu theo ông Alan Freed, và từ đó thì rock and roll ra đời. Và trở về với Elvis Presley, là một trong những tay chơi nhạc rock rất là kỳ cựu, thì chính ông cùng với một số những tay rockabilly đầu tiên và gạo cội đã trở thành những thần tượng tiên phong để làm nền tảng cho các thế hệ rocker thế hệ thứ hai tiếp tục phát triển rực rỡ hơn. Trong đó phải kể ra những cái tên rất là quen thuộc như là The Beatles, hay là The Rolling Stones, hay là The Beach Boys. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ thưởng thức một tác phẩm rất là quen thuộc của The Beatles nữa, ca khúc Let It Be. When I find myself in times of modern morning, Mary come to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. People even in the world free, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there's still a chance that I will see, there will be an answer, let it be.